Anh em nhé, hôm nay mình giới thiệu với anh em máy khoan pin 21 tốc độ, 3 chế độ nhé anh em nhé. Đây, có chế độ búa khoan và chế độ vít đây, 36V, gồm 2 pin và 1 sạc đây nhé anh em nhé. Đây, mình đây giới thiệu anh em xem, 2 pin 1 sạc nhé. Dòng máy này rất khỏe trên thị trường. Hiện tại giờ mình ở đây, mình đang cầm trên tay máy này, mình thử cho anh em, test thử cho anh em xem nhé. Mình bắn rất chi là khỏe luôn. Đây. Rất khỏe nhé. Tiện cho anh em nào mà sử dụng không cần điện. Có thể bắn mang đi bất kỳ nơi đâu. Đấy. Rất chi là ngọt. Dễ sử dụng. Sử dụng rất chi ok nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nhé. Bỏ lại, để lại số điện thoại và có thể nhắn tin cho mình tư vấn thêm nhé. Đây nha anh em nhé. Thôi xin chào anh em nhé.